Và kính thưa quý vị, đó là những chia sẻ của Peter Dikunov, tay đua đã giành chiến thắng ở trong một chặng đua với những diễn biến cực kỳ hấp dẫn ngày hôm nay. Và ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị khán giả cùng đến với nghi thức trao thưởng sau chặng đua thứ 15 ngày hôm nay. Sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành